một ngày mới tốt lành. Chúc mọi người được an lạc, thân tâm, sáng suốt, vui vẻ, hạnh phúc, an lạc. Ngày hôm nay Bếp Chay của gia đình Kỳ Duyên mình sẽ chia sẻ một cái món kim chi của Hàn Quốc. Thì đây là chị Hồng, là một người bạn thân rất là thân trong cuộc đời của mình, sẽ hướng dẫn chúng ta làm cái món kim chi của Hàn Quốc. Thì bếp của mình ngày hôm nay là gồm có vài người bà con trong gia đình, là mợ của mình là mợ dâu, mợ tám cũng sẽ học hỏi, rồi mình là Kỳ Duyên cũng sẽ học hỏi, mình cũng là Kỳ Duyên sẽ học hỏi, không có sao đâu, mình tự nhiên đi mợ. Mà vô video mà rất là đẹp, đẹp là không có cũ mới gì chứ. Đẹp không cho. Dễ thương lắm. Cái cách này cũng dễ. Thì đây là cái nguyên liệu mà chị Hồng bắt đầu sơ chế. Cho nên mình sẽ theo dõi cách sơ chế. Thì sơ chế cũng là cái khâu mà hướng dẫn. Vì vậy mà bắt đầu là đây là khâu sơ chế đầu tiên. Mình sơ chế rau củ quả. Cái bắp ra cắt làm tư. Kim chi của mình ngày hôm nay nè, những cái nguyên liệu cần thiết nè: củ cải trắng, củ cải đỏ, trái lê của Việt Nam, trái lê của Hàn Quốc. Cái này là mình mua trong siêu thị nha mọi người. Còn trái lê này của Việt Nam thì ở đâu cũng có, chợ nào cũng có bán. Rồi hành tây, gừng. Thì ở đây là mình làm 3 cây cải bắp thảo. Cải rất là ngon đó không các bạn? Rất là đẹp. Thì ở đây là 4kg bắp cải mình đã chuẩn bị, có nửa ký cà rốt và nửa ký củ cải trắng. Thì tất cả những nguyên liệu ở đây mình giới thiệu, thì bây giờ mọi người làm thì mình đã nói những cái, đây là 4 ký cải thì nó sẽ được có nửa ký củ cải đỏ và nửa củ cải trắng, một trái lê Hàn Quốc, một trái lê Việt Nam, 2 củ hành tây và khoảng 100 gram gừng, rồi 300 gram hẹ, 200 gram hành đó. Thì mình sẽ giới thiệu sơ lược về những cái nguyên liệu mình cần có. Còn gia vị thì mợ tám dở cái bịch ớt lên mợ tám. À, đó là cái bịch ớt của Hàn Quốc nghe các bạn. Thì chính thức là của Hàn Quốc, người ta xuất khẩu qua Việt Nam mình nè. Mình làm tại Việt Nam, ngăn kim chi thì bữa nay mình làm tại Việt Nam nha. Thì mình sẽ làm theo khẩu vị của người Việt Nam nhưng mà cách thức là của người Hàn Quốc. Nó sẽ có ớt bột, bột nếp và khoảng 300 gram tỏi nữa, muối, đường. Mình có thể làm đường cát mà vàng, màu vàng. Còn cái này nữa, đường cát vàng. Cái này nữa mình để nước vô. Dạ. Thì đây là tất cả những cái nguyên liệu mà mình sẽ giới thiệu thôi. Còn bắt đầu cách thức thì làm tới đâu mình sẽ hướng dẫn mọi người theo dõi tiếp tới đó. Bây giờ là mình đi ngâm cải với muối. Dạ. Cải này chẻ xong đi chị, rồi bắt đầu ngâm nước muối. Chẻ xong đi, mình có thể ngâm trong cái thau bự này nghe chị Hồng. Ngâm trong thau bự đi cho nó thông thoáng, nó rộng, nó thoải mái hơn. Có nói hai cách. Cái này là cái khâu đầu tiên là mình sẽ chẻ cải ra, rồi mình đi ngâm nước muối cho nó thấm nước muối nha mọi người. Cái này là cách thứ hai. À, đây là cái cách mình sơ chế thứ nhất nè, là theo của Hàn Quốc người ta chẻ như thế này nè. Còn cái cách thứ hai là mình sẽ chẻ đôi, sẽ chẻ theo cái chiều làm 3 khúc của cái cây cải. Như vậy đó. Thì khi mình ăn thì mình sẽ gấp ra dĩa thì nó rất là gọn. Còn cái này thì khi mình ăn thì mình mất cắt ra cho nên nó sẽ bất tiện. Nó lùm xùm lắm. Cho nên thì mình cắt làm 3 phần như vậy là mình sẽ rất là tiện khi cái khâu mình ăn. Nhưng mà mình sẽ hướng dẫn làm theo kiểu của Hàn Quốc, thật là người ta cũng sẽ làm chẻ như thế này. Thì tùy theo sở thích thôi. Mình cắt như thế nào mà mình cảm giác nó thuận tiện thì mình hãy làm. Không có sao hết. Ngâm nước muối nhiều khoảng 2 tiếng. Là mình sẽ để bao nhiêu muối hả chị? Cái này để 4 ký cải này mình sẽ để bao nhiêu muối hả chị? 400 gram muối. Thì đây là cái hộp muối mà khoảng nửa ký lô. Thì mình sẽ làm 400 gram thôi. Làm muối hột hả chị? Rồi. Muối bọt cũng được. Rồi muối hột cũng được. Nếu mình có muối hột thì mình sẽ làm bằng muối hột nha mọi người. Tại vì cái hương vị mặn của muối hột nó nhẹ hơn. Thì hôm nay mình sẽ sử dụng là muối hột. Em rải vô ngang rồi chị kêu chừng nào được em ngừng. Ha. Mà tám theo dõi cho bà tám nha.
Đó, dạ. Thì mình là những người học hỏi, mà món gì mình biết thì mình chia sẻ cho người khác, còn món gì mình không biết thì mình sẽ học lại những người biết. Cuộc sống mà thì có những điều hay san sẻ cùng nhau để mà hiểu biết. Món ăn của thế giới thì giờ phong phú lắm, món gì lạ mới của nước này nước kia, nhưng mà mình chế theo kiểu Việt Nam của mình, hương vị Việt Nam của mình, sở thích Việt Nam vậy đó. Dạ. Món này là món truyền thống văn hóa của người Hàn Quốc, gọi là đặc sản của người Hàn Quốc. Dạ. Thì mình sẽ chế. Mình sẽ chế theo khẩu vị của người Việt Nam mình. Mình thích ăn nó cay ít rồi nó cái hương nó lên men là tự nhiên hả chị? Tự nhiên, để đây đánh 2 tiếng là mình có mắc ngâm nước hay là mình sẽ để vô một chút nước ha. Để có tượng trưng. Dạ. Thì em gãi nước vô thì chị nói thì bao nhiêu đủ thì em dừng lại. Mình sẽ cho vô nước khoảng xem xét đang cho muối nó tan đó mọi người. Dạ. Khi muối cục mình ướp vô thì nó sẽ tan nhanh và cải nó sẽ mau thấm muối hơn. Nói vậy em bóc vô thì tốt cho mình em ra. Thì chị cứ nhìn đi, em nhắm chừng em để đó, thì chị thấy bao nhiêu đủ thì chị cứ tiếp tục. Mà Tám nhớ nha, cái này là 4 kg cải, 400 gram muối. Dạ. Tại vì mình học thì mình phải cân lượng, còn chị Hồng làm thì chị Hồng độ chừng. Thì người ta chuyên nghiệp rồi, còn mình thì học hỏi cho nên mình cân lượng đi. Nha. Nói cái này để qua một bên. Dạ. Tiếp tục sa chế cái này rồi. Rồi, như vậy là cái khâu mà mình ướp muối cải nó đã xong. Để 2 tiếng. Thì mình sẽ để 2 tiếng đồng hồ sau. Thì mình mới bắt tay vô rồi mà mình chế biến. Thì bây giờ là chỉ còn lại cái khâu mình sơ chế rau củ nữa là xong. Thì sơ chế rau củ thì cái này chị quay để sắc nhỏ để vô trong máy sinh tố. Hai cái trái lê này mình sẽ quay sinh tố nha mọi người. Mình để vô cái máy sinh tố mình quay. Cắt làm sao cũng được hết trơn đó, nếu mà để vô mình chỉ quay cho nó như nhuyễn ra như là mình uống trái cây gì đó hả chị? Dạ. Mày gồm nữa phải có nước tương, những mặn mặn thì ta sẽ làm nước mắm á. Ở trong cái khâu chế biến lát nữa mình sẽ hướng dẫn là mở tám làm cho người ăn mặn được thì mở nước mắm dài quá gì. Tương cũng được để cho người ta mọi người ta ăn được hết. Dạ đúng rồi, mà dễ mà người ta dễ tiếp nhận hơn. Cái này làm ai cũng ăn được. Để để người ta coi dài. Dạ. Khi chồng em ít thì còn lại quay lại thôi. Rồi được rồi. Rồi như vậy là cái nguyên liệu mà mình tiếp tục sẽ ướp vô trong cái kim chi của mình ngày hôm nay là một cái món bột nếp. Thì cái người Hàn Quốc á, người ta làm chuyên nghiệp á, các bạn thì người ta nấu bằng cháo nếp á. Nấu cháo nếp cho nó chín nó nhừ rồi nó sệt sệt. Thì chị của mình nói là làm như vậy nó rất là ngon. Nhưng mà ở đây thì mình làm giả chiến đi. Mình sẽ bột ha, cho lẹ. Nó giả chiến thì nghe cho nó hay chứ thật ra là làm biến đó. Thì ở đây thì bột khoảng 300g bột nếp. 300g bột nếp. Rồi 250g đường. Khoảng 250g đường cát. Khoảng hơi 5 muỗng canh. Rồi. Rồi bao nhiêu nước hả chị? Nó khoảng 4 chén. Chén ăn cơm của mình là khoảng 4 chén nước. Mình chén bột. Chén bột là 3 chén nước mới là cộng 14. Dạ. Yeah. Rồi, chị nói rõ là ở trong đó là 1 chén bột, 3 chén nước. Là 4 chén đó. Là 4 kg cải. Cái này mình khuấy sao chị? Mình khuấy cho tới chín bột luôn, nó sệt lại á. Sệt bột luôn. Nó trong bột hả chị? Trong. À. Như vậy là mình phải khuấy hoài chứ mình không có dừng lại nha, mình dừng lại nó khét cái đít hả? Ừ. Khét cái đít mình lấy cái đít ăn được không chị? Không. Gì hả? Nó thầm dẻo nó đặc. Cái này là mình giới thiệu là cái đít của cái bột nha mọi người, đừng hiểu lầm nha. Là bột mình làm kim chi là bột nếp. Mình nói cho vui thôi chứ thật sự ra mình đứng mình khuấy hoài để cho nó đừng có khét nha các bạn. Nói cái đít nghe nó hơi mắc lịch sự phải không? Tại vì mình dân ở vườn ở quê có sao mình nói vậy à.
Rồi. Mình sẽ quay cho nó chín trong vòng khoảng nhiêu phút hả chị? 30 phút không? 30 phút. Dạ. Thì mình sẽ đứng mình khuấy khoảng 30 phút. Chắc hơi mỏi cẳng một chút rồi, có mắc 2K không hả chị? Không, kêu nó tắt đi rồi tí nữa, đặt cái cho nó hả quay lại. Rồi, như vậy thì không cần quay nhiều đâu, em quay rồi, cái người quay cũng bị mỏi cẳng nữa. Rồi chị ngưng chút đi rồi lát tiếp tục. Vậy đi. Cái này lấy trùng nè. Rồi, cái bột nếp của mình khuấy nãy giờ trên lửa là mình giới thiệu 30 phút nhưng mà nó không tới 30 phút rồi mọi người, khoảng chừng 20 phút là nó đã chín bột rồi đó. Thì cái khâu này mình đang quậy khuấy lên cho nó đừng có dính đít chảo á. Khuấy cho nó đều và nó mịn bột á. Thì bột mình nó đã trong thì là chín rồi đó mọi người. Tiếp tục thì mình sẽ để cho nó nguội. Nguội rồi mình mới trộn. Dạ. Rồi đó. Mình tắt lửa rồi đó, mình tắt bếp rồi đó nha mọi người. Thì mình sẽ để cho nó nguội rồi tiếp tục mình mới trộn nguyên liệu nha. Bán tiếng được không? Không tiếng hả gì à? Như vậy thì cải mình nó đã bắt đầu thấm muối rồi đó. Nó bị cái cây cải bắt đầu nó xìu xuống nó thấm muối rồi đó nha các bạn. Nó con rửa. Ủa cái này im muốn chết luôn. Mở. Cái này lau cho sạch đi. Ba cái đồ điện la ấy vô nước lau nó mát chết rồi, chết nước rồi sao nấy rồi. Mát chết rồi. Cái khăn sạch nó còn lót cái ly nước. Rồi vô nước rồi ghim vô nó mát chết luôn à. Có ổ điện này. Hả? Ổ điện. Đó, ổ điện này nè. Có chứ. À có kìa. Cái máy của thì tố thì cũng chết luôn vậy. Chị làm này hơi nhỏ nhỏ đây nghe Duyên, chịu không ạ? Được chị, làm vừa miếng ăn đi. Không biết ý em trên này. Làm cho tốt chứ bà ba. Được chị. Làm vừa miếng ăn đi, nữa mình gắp về dĩa mình ăn hả? Khỏi cắt. Chị đừng bỏ cùi đó, làm luôn đi. Em ăn trơn à? Cũng bỏ. Rồi cái gì quay gì trước? Quay cái nào ấy, quay tẩu trước. À quay cái kia trước đi. Nên em đem nước mắm ra gì? Để vô dưới cho nó có cái chất. Để vô đâu? Để dưới. Dạ, dưới nước tấu. Quay để nước mắm cho chim bố quay hả? À. Quay. Lát nữa cái chảo này than chị vét nữa là cái thái gì vậy? Lấy ba cái cải này nè, vét lại mà cái cải để vô đó hầu cho nó ra, nó tan ra, cái thổi thì vét. Để cho cái chút xíu ấy vô, cải vô đó hầu cho nó ra nước, cái là nó ra hết trơn. Cái này đang mình cho có chắc bộ dừa nữa. Này phải không? Dạ. Chai nước tương, ở chén nước tương này mình sử dụng hết nào. Đây, nước ấm này.
Cái này nó chắc cũng tốt. Vậy Hàm ơi, mình để miếng nó tương ra, mình lắc cái này vô ra được không? Dạ, cái đó nữa mình để vô khi nó nghỉ xoay đi. Cái đó hết rồi không ạ? Hết rồi đó. Chốc lòi hết trơn đi, gom ra quất một cái cho nó xong. Nóng à? Cái này còn nóng không được, tiêu nó tắt một chút đi. Nó còn nóng là mình khó trộn. Nóng là trộn nó cho nó thèo, nó cho nó thèo xuống. Cho rau củ nó giòn đúng không? Rồi như vậy thì mình sẽ để cho bột này nó nguội. Tại vì nãy giờ nó chưa có đủ nguội. Nó phải nguội mới được. Sẽ nguội hoàn toàn thì rau củ mình nó mới giòn. Cái này là chỉ là cái này là bột nếp hồi nãy mình quậy nè nghe mọi người. Mình quậy chín rồi đó, nhưng mà giấc này nó còn hơi ấm nóng nè, nếu mà mình trộn nóng á thì nó bị xèo, những cái rau củ của mình nó sẽ không giòn. Cho nên mình sẽ kiên nhẫn đợi khoảng chừng 10 phút 15 phút nữa thì nó nguội hoàn toàn, mình hãy trộn rau củ nha. Ở trong đây bột thì nó có, mình đã quay sinh tố những cái loại rau củ hồi nãy mình quay đó, cái lê, tỏi, gừng. Cái này để một hồi mình lấy cái ba cái cải mình ngâm cái gì, cái xong mình để mình vét nó thấm vô để nó ướt ra. Thì trong đây là những cái rau củ mình quay bằng cối sinh tố đó các bạn, mình quay cho nó nhuyễn nhừ ra hết trơn mình trộn vô đó, thì hương vị ở trong đây rau củ với lại tỏi nó hơi ấm ấm rồi, chút nữa đi vậy. Rồi như vậy là bắt đầu cái khâu tiếp theo của mình là trộn gia vị nguyên liệu. Cái bột nếp này trong đây mình xay sinh tố, mình để nãy giờ mình giới thiệu nãy giờ đó nghe mọi người, thì bắt đầu là tới nó nguội rồi đó, bắt đầu mình trộn gia vị củ cải đỏ, cà rốt và củ cải trắng tiếp theo. Rồi trộn lên, trộn cho đều thấm. Tiếp theo là tới hành hẹ hả chị? Chút vô đi. Rồi tiếp theo là hẹ. Chút vô khác đi. Hẹ, hành. Hẹ, hành mình cắt mỗi một loại khoảng 3cm nha mọi người. 3cm. Mình cắt dài hơn bình thường mình ăn mì gói hủ tiếu rồi á. Con rửa này ha. Rồi bắt đầu tới ớt bột. Chút vô ha. Khoảng 250g ớt bột. Cho 4kg cải thảo. Đây là thợ chánh đang hướng dẫn thợ phụ. Mình là những người đang học hỏi món kim chi Hàn Quốc. Mình là người cho nên tất cả những cái khâu này thì mình đều đang theo dõi rất là chăm chú nha mọi người. Rồi hát gì không? Gì để hạt miếng để hạt miếng để hạt miếng để hạt miếng để gia vị vô kia mà tám đó, để đi mà tám nhiêu thì giờ chỉ kia mà tám dừng lại nha, khoảng 3 muỗng bột ngọt. Đây là cái những cái khẩu vị mà gia đình của mình ăn giảm bớt những cái gia vị không cần thiết, như mình nêm nếm theo cái khẩu vị của gia đình mình ăn và người Việt Nam nghe các bạn. Cho nên có thể là mình sẽ nêm theo cái ý của mỗi người. Tức là ai thích thử không có sao đâu. Thì giờ mình cứ nêm nếm vô rồi mình thử đi, rồi nếu mà nó chưa vừa ăn thì mình thêm ra nêm, đừng quay nó mắc cỡ.
ngại. Đây là thợ chánh đang hướng dẫn thợ phụ. Mình học hỏi mà người biết cái này, người biết cái kia. Rồi em cảm giác rất là vừa ăn ngon rồi đó chị. Tuyệt vời. Đây là khẩu vị của người Việt Nam mình. Ăn gia vị hơi đậm đà chút nha các bạn. Thì mỗi nước có một cái khẩu vị khác nhau, mỗi con người có một cái khẩu vị khác nhau. Thì tùy theo khẩu vị của mỗi người mà mình làm. Thì đại đa số là người Việt Nam mình và làng xóm mình ở đây thì ăn đậm đà hương vị dữ lắm. Thế mình nghĩ là cái đậm đà hương vị này á chị, là nó rất là hợp với kim chi á. Mà làm lạc quá ăn ngán. Làm theo khẩu vị của người Hàn Quốc, người Việt Nam mình ăn không có chịu. Mặn mà ngọt dạ, được rồi đó chị, rất là ngon, vừa ăn lắm. Chị mà cho em cái muỗng thôi, cái muỗng nhỏ, muỗng canh á. 18 điện thử rồi, 18 phái rồi đó. Đúng rồi đó, 18 học, 18 phái cái khẩu vị như vậy không? Được thì 18 cứ thử đi. 18 điện muỗng thì nó bỏ hay mà. Rồi tất cả những nguyên liệu gia vị mình đã trộn hoàn thành. Bắt đầu mình ướp kim chi nha các bạn. Chị mình tiếp tục làm ướp kim chi vô đó, ướp gia vị vô cái cây cải đó. Đang lặt những cái lá cải là mình ngồi đó từ hoài, ta nói chuyện ngồi từ mà nó ăn hoài. Cơm nào ăn? Cơm không có sao chị. Chưa tới giờ, hồi chưa tới giờ, cam đúng giờ mới cho ăn. A Di Đà Phật. Đó, chị đang ướp cho những cái gia vị vô cái cây cải này. Rồi kim chi của mình sắp sửa hoàn thành rồi đó nha mọi người. Sắp sửa hoàn tất rồi đó. Mình để sẵn những cái hộp rồi, cái bắt đầu xong cái chị để vô hộp luôn rồi đó. Đâu có đủ viên dạ. Thêm hộp chứ con. Dạ từ từ đi mệt. Rồi có gì cái hộp tự hộp mít đó con. Gì gì vừa rửa mấy cái keo giùm con đi. Nha. Cái keo thì rửa lại con, rửa rồi thì rửa sẵn. Cái này nó bán nữa, để trong cái gì vậy cho chị Hồng? Để vô keo. Để vô bọc rồi nó vô thùng. Cái này khi mà mình làm xong rồi ai thích ăn liền cũng được, rồi ai thích để cho nó lên men chua chua ngọt ngọt cũng được. Xong thì mình để vô cái tủ lạnh ngăn mát đó các bạn, mình ăn rất là lâu dài. Mình nghe chị của mình nói vậy đó, tại vì chị của mình lấy chồng Hàn Quốc đó, chị rất là nhẫn nhường. Còn mình chỉ là người Việt Nam ăn theo thôi nha các bạn, đừng cười nha. Rồi, đó là những cái cây cải mà mình đã làm, mình theo 2-3 kiểu mình sắt. Bây giờ tới tiếp tục là cái loại mình cắt ra nha các bạn. Tại vì mình muốn cắt ra như thế này, đặng khi mà nó thấm rồi đều hết trơn là mình có thể mình gắp cái dĩa ăn nó dễ hơn. Mình không cần cắt nữa. Nói cho lịch sự thì là khỏi cắt nữa, nhưng mà nói mà hơi lãng lãng chút là nó hơi làm biến á. Này làm biến là mình chỉ gắp ra ăn thôi, khỏi cắt nha. Thật ra mà nói thì khi mình cắt ra thì nó sẽ dính tay rồi dính kéo rồi mất công mình rửa thôi. Mình làm gì nó tiện hơn. Người ta bán thì người ta cần thiết làm cây dài, nhưng mà nếu mình ăn thì không cần quan trọng vậy đâu. Mình sẽ làm đơn giản, mình cắt như vậy đó rồi mình ăn gia đình. Gắp ra dĩa rồi cái này mình nấu lẩu ăn được nè, mình ăn mì gói mình để vô cũng được nữa nè. Rồi em kết thúc nha. Nói chung là em thấy trên video Hàn Quốc người ta làm đủ món về kim chi. Em kết thúc cái quay này đi. Rồi như vậy là đã xong một khâu mình trộn rồi đó mọi người. Vậy là xong hết chưa chị? Rồi như vậy là cái món kim chi Hàn Quốc của mình nó rất là hấp dẫn, nó đã hoàn thành. Đây mình đã để vô trong hộp, để vô hộp như thế này xong mình đậy nắp lại rồi mình để tủ lạnh. Để ăn rất là lâu dài, ăn Tết đồ rồi hay là biếu bà con bạn bè cùng thưởng thức. Thì cái khâu kim chi Hàn Quốc của gia đình của chúng mình, kỳ duyên của bà con của mình ngày hôm nay bu lên đây làm nó hơi lu bu lộn xộn, nhưng mà vui lắm mọi người ơi. Thì tới đây là nó đã hoàn thành rồi, mời mọi người cùng làm và thưởng thức với gia đình của chúng mình kỳ duyên cơm chay nha. Tạm biệt mọi người, chúc mọi người một ngày mới an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Cùng cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, đệ từ đại bi, cứu độ khắp pháp giới chúng sanh.
Nhân loại thiện lương, cơm no áo ấm, hòa bình thế giới, dịch bệnh qua đi, A Di Đà Phật. Tạm biệt mọi người.